gì không? Cho ê, nói nghe mà Hồng Sen này tao chịu nè Hiếu. Vậy hả? Ừ. Vậy là hợp với chị đó. Tao chịu cái màu Hồng Sen này nè. Chịu không? Tôi tặng cho chết này đi quán đi số. Ngày nào đi quán số tôi tặng cho chết. Tao quánh mày chết. Thôi Hạnh nó có nhà rộng quá hen. Bán mấy giờ? Mày dậy cỏ nè. Ở đâu? Này nè. Dạ hả? Ở bên đây à. Ở dài vậy luôn đó. Trời ơi, cảm ơn em nhiều quá. Em đã rửa trước khi giao xe cho hoàn cảnh là phải rửa cho sạch sẽ mới trao cho người ta. Trời ơi, chiếc xe này nhà hảo tâm nào cho đè mới ghê á. Mua, mua hả? Bà con hả? Này là bà con thì mua mấy chiếc cho học sinh đó, cho bằng là bằng lại nè. Mà học sinh, đa số học sinh ở Mỹ Tho bây giờ đó là cha mẹ nó rước rồi mặc đi xe điện không. Kìa mày lấy xe ra khỏi nhà nó la kìa. Kìa nó cản lại kìa, nó không cho đi kìa. Cô ơi, cô Chạm ơi, cô Chạm. Vô đây cô. À, cô ngồi ghế ra đi. Khoan, dơ. Trao yêu thương tại nhà của em Hạnh. Giờ gặp cô ở dọc đường rồi. Giờ Hiếu ra trao. Chị đang quay video à? Quay video. Không, không trực tiếp á. Không, chị không có trực tiếp, máy chị không có trực tiếp nổi hết rồi. Wi-Fi mà trực tiếp nổi gì vậy? Trực tiếp nó mới không có lưu vô chứ. Chị quay quay video bình thường. Giờ quay trực tiếp ha. Thôi, để quay ra. Rồi mày quay trực tiếp đi. Chị quay bình thường. Con đang bệnh đó mà con cũng đi nữa, chứ không đi cũng được. Mệt quá trời, đang cảm. Bán cái số luôn hả? Bán được không? Có bán nhưng mà cũng gia đình ở huyện Mỏ Cày Bắc. Qua gia đình ở huyện
huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, xã Thành An đó phải không? Xã Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Tại sao cô không sống ở bển, nhà mình bển mình không bển mà mình qua đây? Ở quê bán vé số ít lắm mà. À, cái đó là cô ở trong vùng quê nên sinh sống mà ngày bán vé số bán không được, mình phải qua đây hả cô? Qua đây bán vé số hả? Qua đây đất liền đồ ghế lộ đồ liền dễ đi. À, qua Mỹ Tho này ta chơi vé số nhiều quá. Có tiền có mỗi số. Ủa bộ bển cô ở đảo rồi sao đất đó, liền? Ở bình Vườn. Đông Vườn ở như các rồi, bạn. Thôi bây giờ nói như vậy. Kìa thiếu. Kìa kìa. Bây giờ như vậy. Cái thứ nhất là một người bạn của con. À, cũng nói chuyện mà con là người bạn của con, người bạn học của con tên là Nguyễn Thanh Trúc. À, nếu em là Trúc Nguyễn, hiện là ở bên Mỹ. À, bạn Thanh Trúc có gửi cho con là 2 triệu để làm từ thiện. Ha. À, ủa quên, 200 đô để làm từ thiện. 200 đô tính ra là khoảng 4 triệu 6 để làm từ thiện. Ha. À, đó là cái thứ nhất. Thì xin trích quỹ của bạn Thanh Trúc, bạn Trúc Nguyễn 1 triệu để gửi cho con. Ha. À, gửi cho con để làm quà Tết ha. Đây chị Phương Linh trao cho cô giùm em. Đó, cô cầm lên. Đây cô. Đó. Xin gửi cho cô mừng triệu. Không? Mừng á, mừng không? Dạ, mừng. À, con cảm ơn cháu Nguyễn Thanh Trúc. À, cô nói nè. Cảm ơn cháu Nguyễn Thanh Trúc. Dạ. Cảm ơn cô cháu Nguyễn Thanh Trúc. Dạ, vậy ha. Đó là cái thứ nhất là cháu Nguyễn Thanh Trúc đã gửi cho cô 1 triệu để coi như làm quà Tết ha. Rồi Tết có về nhà không? Chắc không có về, con có buồn hai có về. À, Tết bán. Tết bán được rồi, ở bán. Nguyễn Mở Cây Bắc thì mình về đây qua bản rồi. Dạ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai xin nói cùng bà con là hiện thời là cô đi bán bằng chiếc xe đạp. Mà chiếc xe đạp nó quá cũ kỹ. À, nó cũ hết trơn rồi, không có thắng cái này cái kia thì có một người làm cái sườn nó cũng mục rồi. Thì như vậy thôi, sẵn giúp là giúp cho Tết luôn. Đại diện nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay tặng cho cô chiếc xe đạp mini này. Đây, chiếc xe là còn là mới. Đó, ha. Đây là chiếc xe đạp mà có từ tấm lòng của bà con quê hương Mỹ Tho, là đặc biệt là nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay đã mua tặng cho cô. Đây, chiếc xe đạp tặng cho cô. Đây, chiếc xe đạp á. Từ nay cô có chiếc xe đạp mới này để cô đi bán ha. Rồi, cất tiền vô đi. Cái đứng này, đứng này, đứng này. Để con bỏ vô đó để con cho mấy người bán ve chai hay gì đó. Để nghe con bán ve chai ha. Đâu, cô đứng dậy, cô dịnh xe coi cô dịnh. Cô dịnh xe đi. Đâu, con đã hạ cái yên hết mất rồi. Đó, ha. Chiếc xe này. Rồi, con nói với con này. À, cô giữ chiếc xe này kỹ ha. Để mình lơ lãng thì có thể là mất chiếc xe này, chiếc xe này nó còn tốt ha. Cô giữ để cô làm cái chân mình đi mua sinh mua bán ha. Đó, đây là chiếc xe của nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay. Đó, bà con đóng góp lại mua xe đạp thì để đây nè. Thì ai nghèo nghèo hoặc học sinh nghèo hoặc mấy người nghèo bán cái số cho cô. Không có xe thì tặng cho chiếc đó để làm kế mua sinh. Hoặc là các em học sinh nghèo nó có đi học và đa số thì các em học sinh ở trong vùng quê á nó mới cần thì tặng cho các em để các em chạy được học ha. Rồi hát câu chậm rồi cô nói gì không? Cảm ơn nha mà nhóm Mỹ Tho xưa giờ này. Cảm ơn nha mà chú cho anh nó mình lắm rồi. Rồi vậy ha. Ở đây là con là chỉ là đại diện cho nhóm con là Mỹ Tho xưa giờ này. Ha, tặng con chiếc xe đạp. Con đại diện cho người bạn tên Nguyễn Thanh Trúc gửi cô 1 triệu để mua quà Tết cho gia đình ha. Rồi vậy hả cô? Bây giờ thôi thì tới đây thì xin kết thúc. Cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã cùng đồng hành. Thì đây là buổi chiều nay thì ở trên quốc lộ 60, nhà của em Quỳnh Thị Mỹ Hạnh. Đó. Đây rồi giới thiệu rồi giới thiệu cô Chậm đây. Đấy, đây. Rồi, rồi. Rồi, như vậy ha. Rồi. Rồi, xin cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã câu. Hạnh. Rồi. Rồi, con chúc con thật nhiều sức khỏe ha. Cô mai bắn nát nè, cô nhìn nè cô. Nhìn coi chưa, cô mai bắn nát nhiều á.
Rồi đây. Rồi nè Hiếu nhìn nè chị thắng chị. Làm hết nha, hai thắng nha. Dài thắng hai bên. Cô đứng ra đây, cô đứng ra đây con chụp cho tấm hình. Rồi, cảm ơn quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị Phương Linh. Rồi, tôi chị Phương Linh còn đi một hoàn cảnh nữa. Giờ tôi còn đi nữa. Để lấy ha. Rồi, kết thúc.